Rồi, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Ở đây hôm nay xong cái công trình này là đang chuyển con này về nhà để nghỉ ăn Tết này. Đây là cách leo phọt nha. Wow. Đây là điểm. Đây là làm xong cái công trình sang lớp mặt bằng và sang nhà xưởng trong này. Thì bây giờ là hôm nay là để đưa con này để đi về để nghỉ Tết rồi các bạn ạ. Nghỉ Tết rồi. Tết làm trong cái công trường nhà xưởng cũng mất khoảng được 6-7k. 6-7k này thì mình 6-7k này thì xong rồi, thì bây giờ là mình sẽ cho máy về để đón Tết. Đây leo phỏng, các bạn nó leo phỏng. Đây chuẩn bị đưa nó lên để đưa về này. Phỏng này thì không có gì là khó đúng không ạ, chỉ có leo và leo thôi. Ui cha. Đấy, phọc này có thang rất là dễ leo bạn. Phọc này là có thang, không cần phải là leo bằng như kia. Đấy, rất là dễ, không có gì là khó. Như bình thường các con khác ấy thì là không có lên thang thì phải chống, nhưng con này chỉ cần chống nhẹ leo lên cái thang là có thể leo lên. Cũng khá là đơn giản, không có gì phức tạp đúng không ạ? Đó, cứ như vậy là đẩy ít lên. Lái chuyên nghiệp các leo cọt xong đúng vòng thôi, chưa đầy 2 phút rồi ạ. Đấy, leo cọt chưa đầy 2 phút đã xong rồi. Ok, hôm nay leo lên để nghỉ đấy các bạn này. Cảm ơn mọi người nhá. Leo cọt này cần một số kỹ năng nha anh em, mà cần phải căn được đường và hướng và một số thứ để tránh trường hợp ngã xem đổ máy xảy ra đúng không ạ. Anh em leo từ từ thôi và bình tĩnh thôi, không việc gì phải vội nha. Sau khi leo xong thì mình có thể là kéo cái thang kia lên để đi đó, kéo cái thang đấy lên là xong. Ok, đó, đơn giản vậy thôi ạ. Chỉ cần leo lên xong là kéo thang rồi, bây giờ đi về đây. Chuyển máy đi về rồi, móc nó cái thang kia lên là xong rồi. Quá là ok, động máy leo lên phỏng là về thôi. Ok, bây giờ leo xong rồi, bây giờ là mình sẽ hành quân đi về nhé. Kết thúc tất cả những cái buổi làm việc và những buổi ca máy đây, dọn dẹp nghỉ Tết. Không biết anh em đã ăn Tết nghỉ Tết chưa? Bây giờ mình sẽ nghỉ Tết rồi, bây giờ leo lên đi về nhé. Kéo tít mít luôn, kéo nhanh vãi trưởng linh hoa vãi linh hồn luôn, kéo rất là nhanh. Đấy, hôm nay là trong khi là kéo từ trong ba chỗ làm, bây giờ đang kéo về bãi này các bạn này, kéo về bãi để nghỉ Tết này. Theo chân nó nha. Ok, để vào bây giờ mình sẽ vào xem nha. Ok, sau khi làm xong công trình bây giờ đã kéo về bãi và bây giờ là thì Hùng sẽ biểu diễn cái gọi là xuống phọt. Ok anh em ạ, thì bây giờ là về bãi rồi. Đây là chính là cái bãi đậu của máy này. Bây giờ là xuống này, lên thì nó khó hơn một xíu, nhưng mà dễ xuống thì dễ hơn. Đấy, xuống thì cực kỳ dễ luôn. Bây giờ là máy đưa xuống anh em ạ. Chỉ mỗi bật cái thang này lên là mình có thể xuống rồi này. Bật mỗi cái thang này là xuống thôi. Lúc xuống thì cứ cắm đầu vào xuống rồi, chứ có gì hết, rất là dễ ạ. Đấy, bỏng đầu luôn. Rồi, anh em chống một chút xíu cho nó nổi lên. Thì mỗi người có một cách leo phọt khác nhau, mỗi sao mình đưa ra cảm thấy an toàn được. Nhưng đúng ra không nên lên đầu ben kia, lên đầu ben thì nó hay bị kích và đít. Rồi,
coi như là xong cái màn, bây giờ là chỉ có gãy kia lên là xong các bạn ạ. Gãy mỗi cái kia lại tiếp tục, nãy thì gãy lên, gãy xuống giờ gãy lên. Và tiếp tục như vậy là đã hoàn thành xong công việc. Bây giờ đậu bãi đây, thì ngày mai sắp xếp búa là lên đậu máy và dựng máy là nghỉ Tết này, là hoàn thành đấy. Vậy thì video của Mạnh kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người các video lần tiếp theo.